Đây là củ cúc vu này cả nhà. Đó, củ to không? To ơi to luôn. Củ này nhà má Thùy Dương trồng nè. Má mới đưa nguyên cả đống luôn, cả rổ. Ăn rất là ngon, rất là tốt cho những người mà bị tiểu đường nha cả nhà. Đó, nó đang lên mọng rồi nè. Này, mọng nó đang lên nè. Bây giờ Thùy Dương sẽ đưa ra Thùy Dương trồng. Trồng một số, mấy củ to thì để ăn, còn mấy củ nhỏ nhỏ thì sẽ đưa đi trồng. Cái này là đưa ra trồng này. Đó, nó, cái này cái mọng của nó này, mọng nó đang lên á. Năm nay Thùy Dương sẽ có củ cúc vu để ăn nha cả nhà. Giờ cả nhà đi theo Thùy Dương ra vườn để trồng cái củ cúc vu này nha cả nhà. Này, anh Hai Luống đang là gỡ cái bịch bát cà phê để đưa đi bỏ vô trong vườn để trồng nha cả nhà. Rồi sẽ bỏ thêm hai cái loại phân này nữa. Phân này là phân cho củ quả này. Đó, giống như củ cà rốt nè, rồi cà chua nè, rồi rau nè. Rồi cái này là bone meal nè. Đó. Rất là tốt cho củ quả. Đây là bã cà phê. Uống cả năm rồi, để dành lại nữa. Nghe hai lúa cái mà tiêu. Uống cả năm. Đó, bây giờ bỏ vô trong cái khung vườn này nè. Anh sẽ bỏ vô trong cái khung vườn này để mà trồng mấy cái củ đó cả nhà. Mấy củ này rất là dễ sống. Củ này nó sống qua mùa đông luôn, nó không có chết. Mùa đông nó nằm bên dưới đó. Còn cái cây bên trên thì nó lụi xuống tới gốc rồi sang năm nó lại nảy mầm lên lại. Cái củ này là cái củ mà ở nhà má Thùy Dương đưa tới nè. Cái củ này tiếng Anh nó gọi là Jerusalem artichoke. Giống như là Jerusalem, giống như là cái nơi Chúa sinh ra vậy đó. Cái tên nó là như vậy á, gọi là Jerusalem artichoke. Mà không biết là xuất xứ có phải xuất xứ từ đó hay không mà lại đặt cái tên là Jerusalem. Thì Dương không hiểu luôn. Bây giờ thầy luôn cắt cái bịch phân ra. Rồi anh lấy một ít ánh rải bên dưới cái khung này nè để trồng. Rải đều như vậy á, xong rồi mình đào lỗ mình trồng xuống bên dưới á. Bây giờ anh lấy bone meal ra, anh rải lên trên này luôn. Trộn đều như vậy một lần đầu tiên thôi, mình trồng lúc mà mình mới trồng củ xuống thôi. Rồi tới mùa hè á là nó lên rồi, là lên tốt lắm rồi. Rồi giờ anh sẽ đảo lên nè, đảo lên cho nó đều. Bên cạnh đó thì Dương có cái khung rau rau cần nước nè, bây giờ là cắt vô ăn được rồi nè. Đó, cần nước rồi, giờ nó lên tốt, cắt vô được rồi nè. Wow, nhìn non mởn luôn á. Non mình mởn về vô cắt ăn là ngon lắm luôn nè. Gì anh? Bắt trùng hả? Bắt mấy con trùng hả? À, hai lúa anh bắt mấy con trùng rồi anh bỏ đây để mai mốt đi câu cá này. Wow, con trùng nào mập ơi mập luôn. Con nào con đó nó mập dễ sợ. Nó mập là tại vì mùa đông á. Thì Dương đổ mấy cái đồ ăn rác nhà bếp á, rác thải nhà bếp á, xong rồi đổ vô trong mấy cái thùng rồi nè. Vậy mà trùng nó ăn nó mập dễ sợ luôn. Nó có đồ ăn á, mập thì thôi luôn á. Hay luôn, anh đưa anh nuôi, anh cắt trong cái thùng. Đây, hai lúa anh cắt vô cái thùng này nè. Để coi. Này anh phải bỏ đồ ăn cho nó anh ơi. Nếu không có đồ ăn nó cũng bỏ nó đi á. Nè, quá trời luôn nè. Con nào con nào con đó ú ù à. Mập ơi mập luôn. Ua, quá chừng quá chết. Đi sâu sâu chút. Con này mà đưa đi câu cá là hết sảy luôn á. Ua. Nè, bỏ rác thải nhà bếp cho nó ăn nè. Quá wow, chừng chừng nó mập luôn. Nhiều lắm. Dưới á. Nó đang ăn ở bên dưới á. Ui chu chà.
con nào con đó tổ trạng luôn. Này là anh nuôi anh đi câu cá nha cả nhà. Wow, nó bự tổ trạng luôn, nuôi đi câu cá rồi còn lấy phân mình trồng cây nha cả nhà, vừa lợi cả đôi ba đường luôn. Bên dưới là rác thải nhà bếp này đó, này đồ ăn rác thải nhà bếp chôn dưới này nè, thôi đổ vô đi đó. Giờ đổ mấy con mập mập vô rồi, đổ nó vô rồi, nuôi nó trong này là bắt đầu là nó chuông đây, nó ở dưới này là ở dưới này là tha hồ mà mai mốt ấy rồi đậy lại xong rồi để đó. Sao không đổ thêm này vô đi? Vô rồi. Nhiều á? Ừ, còn nhiều rồi. Đổ hết rồi á? Đổ hết luôn. Đổ hết luôn cho mình ấy lần đầu tiên thôi à. Đó, trộn lên. Đó, mấy cái đá cà phê này. Đá cà phê này đưa về làm vườn, nó đổ vô vườn. Rất là tốt luôn nha cả nhà. Nhưng mà cái đá cà phê này á, nó có nhiều nhiều nitrogen. Nitrogen là nó tốt về lá. Cho nên là khi mình trồng củ á, là mình phải bón cái loại phân có như cái lá nó ít hơn và củ với rễ hoa nó nhiều hơn thì nó sẽ tốt cho những cây nào có củ. Giờ anh Hai Lúa bỏ củ xuống dưới xong anh lắp đất lên là xong rồi cả nhà, là tưới nước thôi nữa là xong đó, củ nó giống vậy á. Đây này là trồng ở trong cái pot, là cái chậu á. Đây cả nhà, cái củ cúc vu á mà trồng từ hồi tháng 3 tới giờ á, nay là tháng 6 rồi. Cây nó lớn như vậy luôn rồi nè. Cả nhà thấy không? Đẹp không? Nó chừng chừng đẹp luôn nè. Đó, nó lên đều hết luôn á. Cái lá nó gần giống như là cái hoa hướng dương á. Này nó có cái lá của nó này đó, nhưng mà nó nhỏ hơn cái lá của hoa hướng dương. Thì cái hoa này á, nó cũng gần giống như cái hoa hướng dương á, nhưng mà cái hoa hướng dương á thì nó bự hơn nhiều. Nhưng mà cái củ của nó ăn rất là bổ dưỡng luôn, rất là tốt cho sức khỏe đó. Thì nhưng update lại cho cả nhà xem, sau khi mà đã trồng được 3 tháng á, thì cây nó cao như vậy, nhưng mà hiện giờ nó vẫn còn non, cái cây nó chưa có ra bông. Nhìn thấy đẹp không cả nhà? Nó chừng đẹp luôn nè. Rồi Thùy Dương sẽ update cái video của Thùy Dương tới đây cho cả nhà xem coi cái cây cúc vu và cái củ cúc vu nó như thế nào, nó tốt cho sức khỏe như thế nào thôi nha. Rồi Thùy Dương cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian ra xem cái video của Thùy Dương. Chúc cả nhà có một ngày an lành. Bye bye.